Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người gấp hình những chú chó như thế này ha. Đây. Thì mình cần có một cây viết chì để vẽ mắt vào tờ giấy thôi. Tờ giấy này là mình cắt ra 15 x 15 nha mọi người. Giờ mình gấp ha. Mình chỉ gấp 3 góc thôi nha mọi người. Lật ngược nó lại và bẻ cái này vào. Rồi cái chỗ này mình sẽ bẻ nó như thế này. Đây. Rồi mình sẽ bẻ cái phần này vào đây cho nó vuông góc với cái này nha mọi người. Rồi, bên vào bên đây. Mình sẽ bị nắm cái mí này và mình sẽ gấp nó lại. Đó. Gọt ngược nó qua bên đây và mình sẽ bị theo cái đường này. Đó. Và bẻ nó xuống luôn ha. Mình sẽ bẻ gì để mình lấy máu nha mọi người, lấy cái làn á. Đó, rồi mình dỡ lên, mình sẽ gập nó xuống như thế này. Đây. Và bên đây cũng vậy, đó. Sẽ làm lại ha, đây. Đó. Phần này mình sẽ bẻ vào như thế này à, đó, cứ bẻ như thế này. Rồi mình sẽ bẻ xét vào trong một mí nữa. Mở nó ra và bẻ này xuống. Và chúng ta sẽ bẻ cái phần nhỏ này xuống nên làm cái miệng ha. Rồi cái phần ta phải mở phần dưới đây ra, kéo cái này lên.
Để là phần đuôi nha mọi người. Đó. Và cái chân này thì mình bỉ vào trong. Bỉ hết bốn chân luôn. Nó như thế này. Rồi mình sẽ bị mắt ha. Và đây là cái mũi của nó ha. Đó, rồi mình đã có một chú chó đáng yêu như thế này. Đây. Này. Hai chú chó đáng yêu như thế này. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình ha.